chào tất cả các bạn. Chúng ta đang trải qua một kỳ nghỉ rất là dài vì dịch bệnh Covid-19. Các bạn có nhớ cô Mai không? Cô Mai thì rất nhớ các bạn đấy. À các bạn ơi, à, đây là gì vậy các bạn? À đúng rồi, đây là đậu xanh. À hàng ngày các con được ăn bánh đậu xanh nè, chè đậu xanh nè, và rất nhiều món ngon từ đậu xanh. Nhưng hôm nay cô Mai sẽ hướng dẫn cho các con cách làm giá đỗ từ đậu xanh nhé. Để thực hiện thì chúng ta cần chuẩn bị một số nguyên vật liệu như sau: một cái thau lớn sạch, một cái thau nhỏ sạch, một bình nước sạch, một bịch khăn giấy ướt hoặc là khăn vải sạch. Ở đây thì cô Mai sử dụng khăn giấy ướt. Và cuối cùng là một gỗ đậu xanh cô Mai đã ngâm với nước sạch qua một đêm với các con. Những nguyên vật liệu này thì các con có thể nhờ ba mẹ chuẩn bị giúp mình. Bây giờ cô và các con cùng bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên cô sẽ cho khăn ướt vào cái thau nhỏ. Sau đó cô Mai sẽ dùng bình nước sạch để xịt lên chiếc khăn này với độ ẩm vừa đủ. Sau đó cô Mai sẽ trải một lớp khăn mỏng vào chiếc thau lớn này. Cô sử dụng chiếc khăn mà chúng ta vừa làm ẩm lúc nãy để phủ lên đậu xanh. Và cuối cùng chúng ta dùng bình nước sạch để tưới đậu xanh. Chúng ta nhớ là cho đậu xanh uống nước vào mỗi buổi sáng nha các con. Khoảng 3 đến 5 ngày là chúng ta sẽ thu hoạch được giá đỗ. Các con có biết trong đậu xanh có rất là nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ nè, vitamin B, omega 3, và đặc biệt trong đậu xanh có rất nhiều canxi giúp cho xương chắc khỏe nữa đấy. Ngoài ra đậu xanh còn giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch nữa. Và giá đỗ cô và các con vừa thực hiện cũng làm từ đậu xanh đấy các con. Để tăng thêm phần thú vị thì các con có thể mời ba mẹ cùng thực hiện với mình. Và nhớ là quay video lại cho cô Mai xem với nhé. Cô chúc các con thành công. Cô Mai xin chào các bạn.